Chào cả nhà nhé. Hôm nay vườn Tiệp Phước Khánh chuyển 5 cây về chuẩn bị xếp cho công của khách ở thành phố Nam Định. Đây là cây khế chua nhé. Cây này ra mủ kỹ như từ thời còn Covid các bạn nhé. Đấy, dễ này. Cây này mình bán rất rẻ nhé, khách quen nhé. Đấy, cây này vanh cách mét 120 bán chỉ có 6 triệu này. Bảo đảm sống này các bạn nhìn. Cây. Đây, cảnh rất là đẹp. Dễ đấy, mặt bên này dễ kinh nhờ. Ui giời. Tháng 5 là có quả đây. Đầy quả đây, hoa. Hoa đầy hoa kìa. Mua rẻ bán rẻ, mua đất bán đất, lấy công làm nãi, nhưng mà mấy hôm nay là độc dính và thâm hết rồi, không tính ra. Chay chay kia nên là mua ở cây nó cạnh đường này, cẩu này thì nó mới rõ này. Và thuê mấy múc các bạn, nãy tháng ấy múc một cây chay là mất 2 triệu rồi các bạn nhé. Đấy. Thì đó là máy múc 140 cẩu cái chay lên sáng ngày. Sáng ngày buồn quá chẳng muốn quay nữa. Tiền cứ bị thâm. Chắc mình phải sang năm mới có lộc, năm nay không thua rồi. Bán rẻ quá đấy. Rẻ rất là anh tính cái chỗ khó, chỗ nó cao, chỗ gì đó. Thế khổ. Ngon vô rẻ. Thần tài chưa có cửa. Năm nay thì coi như là mất năm nương. Thôi ai rồi. Khó khăn quá thì mình tiêu rẻ hạt sợi thì làm sao được nhá. Năm nay mất 100 triệu thì coi như là mình không có lương đi. Sống thanh thản, ăn cơm đậu, uống cà uống nước chè xanh thôi. Rượu chè ít thôi. Cây này bán 6 triệu nhé. Chủ yếu là thấy tí lọc. Đấy các bạn, cây cảnh ở vùng miền. Mua của dân nhưng là tính công cán bán nó chút lờ. Cây này 6 triệu. Vành 120, thoát 2m2. Tay cảnh đẹp. Đấy, cây này là của khách em ở thành phố Nam Định này. Mua 4 cây chay, 1 cây khế. Và trong kia mua 4 cây khế nữa. 9 cây thì làm sao mà cái xe móc 12 mét thì không hết được, chắc chắn là không hết. Cây như thế này. Nào mình thuê cái xe công về thành phố Tuyên Quang, thuê hẳn cái 15 mét 7. Móc ấy, móc không ấy. Xếp đàng hoàng. Đấy. Công đấy là công liền hay là công thử? Không biết. Mình thuê công của thằng Long ở cầu 10 đấy, biết không? Hả? À, không. Nó chuyên cầu cây, nó vừa mới chuyến thôi mà, không có lắp. Không, tức là nó vừa chở một chuyến được 6 cây to ở Hữu Lũng về. Công của ông là cắt thùng rồi. Không biết, mình không biết, nhưng mà nó vừa chở cây đây về mà. Chở gỗ mà. Con của thằng Long thì nó nào thuê là cứ phải thuê để chở cây, cái xe nó chuyên chở cây. Thằng Long. Gỗ còn đi ra vào cả Bình Thuận rồi. Đang làm vào Đắk Lắk rồi. Thôi chia sẻ nhá.